quả V-League 2023, Song Lâm Nghệ An 2-2 Hà Tĩnh, rượt đuổi hấp dẫn. Bị câu lạc bộ Hà Tĩnh vươn lên dẫn 2-0, nhưng Song Lâm Nghệ An đã chơi nỗ lực để giành lại một điểm trong trận đấu trên sân Vinh thuộc vòng 8 V-League 2023 diễn ra lúc 18 giờ ngày 20 tháng 5. Sau chiến thắng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai để giải cơn khát thắng kéo dài suốt 6 vòng, Song Lâm Nghệ An bước vào trận gặp câu lạc bộ Hà Tĩnh trên sân nhà ở vòng 8 V-League với sự tự tin. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng có đủ binh hùng tướng mạnh cùng tinh thần tốt khi đã cắt chuỗi trận toàn hòa và thua, trong khi câu lạc bộ Hà Tĩnh có thói quen thi đấu không tốt trên sân khách. Thế trận diễn ra dễ đoán khi Song Lâm Nghệ An chiếm thế chủ động, tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Đối lập với lối chơi của Song Lâm Nghệ An, câu lạc bộ Hà Tĩnh chủ trương phòng ngự chắc chắn, rồi phản công nhanh bằng những đường đẩy bóng dài hướng tới ngoại binh. Với bộ đôi Diallo Abulao và Paulo Pinto, câu lạc bộ Hà Tĩnh thường xuyên có những pha phản công đầy sức nặng. Trong nửa đầu hiệp 1, không dưới 3 lần bộ đôi ngoại binh này tìm thấy nhau trong các pha phối hợp, nhưng lại dứt điểm thiếu quyết đoán. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ bởi Thanh Trung hay Trung Học, câu lạc bộ Hà Tĩnh đã tìm thấy mảnh lưới của Song Lâm Nghệ An. Phút 45-4, Diallo nhận bóng, xoay người rồi chọc khe rất thông minh để Trung Học thoát xuống nhẹ nhàng sút bóng sệt bằng chân phải, đưa bóng vào lưới Song Lâm Nghệ An. Trước khi có bàn thắng này, câu lạc bộ Hà Tĩnh hoàn toàn áp đảo về số cơ hội dù cầm bóng ít hơn. Trong khi đó, chủ nhà Song Lâm Nghệ An kiểm soát bóng nhưng rất bế tắc ở những đường triển khai tấn công. Sang hiệp 2, khi còn chưa áp đặt được thế trận để tìm bàn gỡ, hàng thủ Song Lâm Nghệ An đã mắc sai lầm. Phút 58, trung vệ ngoại của chủ nhà đánh đầu phá bóng hụt, tạo điều kiện cho Paulo Pinto đỡ bóng trong vòng cấm. Tiền đạo đội khách vung chân dứt điểm chớp nhoáng trước khi bóng đi dội xa rồi bật vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Song Lâm Nghệ An. Đúng một phút sau, Song Lâm Nghệ An có bàn thắng rút ngắn cách biệt. Lần này, đến lượt hàng thủ câu lạc bộ Hà Tĩnh lơi lỏng, tạo điều kiện cho Olaha dứt điểm hiểm hóc từ ngoại vòng cấm ghi bàn gỡ 1-2 cho Song Lâm Nghệ An. Kịch tính trận đấu diễn ra ở phút 71. Xuân Mạnh tạt từ cánh trái để tiền đạo Jordi Soladio bật cao đánh đầu lái bóng vào vòng gần để hạ gục thủ thành Quang Tuấn, kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong khoảng thời gian còn lại, nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. 2-2 là tỷ số chung cuộc của trận derby Nghệ Tĩnh. Để hòa trước câu lạc bộ Hà Tĩnh, Song Lâm Nghệ An tạm đứng thứ 8 với 9 điểm sau 8 vòng. Mới đá 8 trận, nhưng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đã hòa tới 6 trận. Trong khi đó, câu lạc bộ Hà Tĩnh đứng thứ 6 với 10 điểm. Đây đang là khởi đầu tốt của Thanh Trung cùng đồng đội ở V-League 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.